Hãy đăng ký kênh Thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án P Network. Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ blockchain và tiền điện tử. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là hướng tới kỷ nguyên Web3, nơi công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử đóng vai trò là nền tảng cho nền kinh tế toàn cầu mới. Trong bối cảnh này, Pi coi nổi lên như một người chơi chính có tiềm năng định hình lại mô hình kinh tế toàn cầu hiện tại coi là một loại tiền điện tử có tính năng đặc biệt không giống như nhiều loại tiền kỹ thuật số khác phụ thuộc vào việc khai thác bằng phần cứng đắt tiền coi cho phép sử dụng thông qua ứng dụng di động khái niệm này cho phép nhiều người hơn tham gia vào thế giới tiền điện tử mà không bị ràng buộc về phần cứng tính độc đáo này là yếu tố chính giúp p coi cũng được thiết kế để có chính sách tiền tệ bền vững và ổn định giá trị điều này có nghĩa là Bitcoin không chỉ có thể được sử dụng để đầu cơ mà còn là phương tiện thanh toán đáng tin cậy trong các giao dịch kinh tế hàng ngày khác nhau. Tính bảo mật và tính minh bạch của chuỗi khối Bitcoin cũng là lý do chính khiến nó có thể trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế toàn cầu mới. Một mạng Pi làm cổng vào Web3. Web3 là thuật ngữ dùng để mô tả sự phát triển của Internet hướng tới các nền tảng phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain. P-Network đóng vai trò là cửa ngõ dẫn đến kỷ nguyên Web3 này bằng cách kết nối người dùng Internet với thế giới tiền điện tử. Ứng dụng di động P-Network cho phép hàng triệu người trên toàn thế giới dễ dàng truy cập và sử dụng tiền điện tử mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Hơn nữa, P-Network là một hệ sinh thái toàn diện và bền vững. Bằng cách bao gồm những người dùng từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. P-Network góp phần vào sự bền vững của một Web3 toàn diện và công bằng. 2. Vai trò của Picoin trong nền kinh tế toàn cầu mới Picoin nắm giữ tiềm năng to lớn trong việc định hình nền kinh tế toàn cầu mới. Là một phương tiện thanh toán có thể sử dụng trong các giao dịch kinh tế khác nhau. Picoin có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế và kinh doanh xuyên biên giới. Nó mở ra cánh cửa cho người dùng trên toàn thế giới tham gia vào nền kinh tế toàn cầu theo những cách chưa từng có. Ví dụ về ứng dụng của Picoin trong nền kinh tế toàn cầu mới bao gồm thanh toán cho các dịch vụ trực tuyến, thương mại quốc tế, hợp đồng thông minh và các giao dịch tài chính khác nhau. Khả năng gửi tiền nhanh chóng và giá cả phải chăng xuyên biên giới quốc tế mà không cần qua trung gian ngân hàng truyền thống là một trong những lợi thế đáng kể mà Picoin mang lại. 3. Tương lai của Picoin và P-Network Tương lai của Picoin và P-Network có vẻ rất hứa hẹn. Đội ngũ nòng cốt đằng sau dự án này làm việc không mệt mỏi để liên tục phát triển hệ sinh thái Pi Network và nâng cao tiện ích của Pi Với sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng và việc áp dụng ngày càng mở rộng, Pi có thể trở thành một trong những loại tiền kỹ thuật số phù hợp nhất trong kỷ nguyên Web3 và nền kinh tế toàn cầu mới. Pi Coin đại diện cho nền tảng tiềm năng cho một nền kinh tế toàn cầu mới trong kỷ nguyên Web3. Với tính độc đáo là một loại tiền kỹ thuật số ổn định, dễ tiếp cận được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái toàn diện, Picoin có khả năng cách mạng hóa cách chúng ta tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Với việc tập trung vào phát triển hệ sinh thái và tăng cường áp dụng, tương lai của Picoin rất tươi sáng và đây có thể là một bước quan trọng hướng tới kỷ nguyên web 3 công bằng và phi tập trung hơn. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày, hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền quan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc cộng đồng P-Network ngày càng phát triển và thành công.